Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngày ạc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán ạc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link gcthu.vn là đường link lừa đảo, nhấp ban đầu các bạn để ý kỹ trước khi mua tài khoản nhé. Did the world nurture magic, or did magic create the world? Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây các bạn ơi. Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó thôi là chúng ta cũng sắp sửa kết thúc năm 2022 rồi. Và mình lại sắp có cơ hội để có thể gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn chào đón năm 2023. Thật sự là thời gian trôi đi rất nhanh, bây giờ là tháng 12 rồi. Không biết là một năm qua các bạn đã làm được những gì? Ok nha, từ từ để cho mình quay trở lại trận đấu này để có thể xử lý Kahi. Tầm này băng trụ đi chăng nữa thì chơi luôn Kahi chứ đừng ngại ngần gì cái quạt trụ cuối ra dí Kahi. Bốc hơi, trời ơi, băng trụ ăn mạng đấy là chuyện hết sức bình thường đối với sức mạnh của vị tướng Dirac. Ngày hôm nay mình đưa đến cho tất cả các bạn sức mạnh của vị tướng Dirac trong phiên bản Phong Vân Cầu Trường, và để xem vị tướng này leo danh như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Tiếp tục là mình sẽ di chuyển xuống đường dưới. Khi mà mình quan sát qua hai thành viên tiên địch là không còn quá nhiều máu. Chơi vị tướng pháp sư đường giữa, các bạn cố gắng đảo đường thường xuyên vào. Lavin thì bốc hơi rồi, mình sẽ cố gắng tung kỹ năng vào, nhưng mà Chau Na thì không chết được kìa. Violet về đi, Violet về đi để cho mình bảo kê bạn. Này thì tung len, Violet về đi ở lại làm cái gì, trời ơi. Ôi nha, để cho mình trả thù cho bạn này thì tung len bốc hơi này. Úi ôi, thêm cả Kahi nữa, mình lại sợ bạn quá cơ. Mỗi tội bây giờ là mình còn một cục máu thôi các bạn ạ. Để mà tiêu diệt được Kahi thì cũng rất là khó. Từ từ nha, có kỹ năng là mình sẽ tung kỹ năng khống chế Kahi. Thôi chị ơi, tôi trời ơi, mặc dù mình hết máu, mình còn mana, nhưng mà Kahi nó cứ thế nó đánh thường. Mà đánh thường của Kahi thì rất đau, rất buốt nha. Thế là mình chết mất một bạn thời điểm đầu game rồi. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn và căng thẳng. Khi mà các bạn quan sát qua, team mình ăn 6 và team địch ăn 6 luôn. Cân bằng dã man. Đấy, 7-7 luôn kìa. Vừa xong là 6-6, bây giờ là 7-7. Kiểu xấu bẩn bẩn, 6-6-7-7. Đối với vị tướng Dirac thì ngày trước có một cái sự thay đổi thì mình cũng đã trình bày cho mọi người. Cái sự thay đổi đấy đã được áp dụng ở phiên bản thử nghiệm. Nhưng mà rất may mắn cái sự thay đổi đấy không được áp dụng ở phiên bản chính thức nhá. Bởi vì cơ chế đấy sau khi ra mắt ở phiên bản thử nghiệm được rất là nhiều ý kiến trái chiều của các bạn. Vậy nên là Liên Quân quyết định bỏ. Hello Kahi đi đâu đây? Tung kỹ năng cứu rỉa được hai cục máu của Kahi rồi. Mình đang cần sự hỗ trợ của Dancy nhá. Kể cả tầm này có giao tranh trong rừng đi chăng nữa thì mình cũng chiều luôn, bởi vì mình có chiêu cuối dựng khiên lên. Đó, chặn được rất nhiều sát thương đến từ chiêu cuối Kahi. Nhưng mà bây giờ mình quan sát qua, Kahi không còn quá nhiều máu thì mình sẽ cố gắng căn chiêu cuối để có thể bắn trưởng ra. Và Kahi nhìn đây, mình thì đỡ làm sao được 175 vàng. Hiện tại thì Lavin lẫn cả Chau Na không dám lên quá cao, mà bây giờ team mình bị Richter úp sọt à. Kệ đi, có kỹ năng là mình sẽ tung thẳng mặt nhá. Nhìn Chau Na kìa, Chau Na. Chau Na bốc cười và Lavin núp bụi đúng không? Này thì Lavin núp bụi double kill. À hi hi, ối làng nước ơi. Thôi thôi, em còn vợ trẻ con tơ ở nhà anh ơi, tha cho em cái coi. Richter còn siêu máu, mình cứ giết được Richter luôn. Phí thật sự các bạn ạ. Bây giờ thêm cả tu len nữa. Chết, tôi bị quay rồi. Hết sạch máu nhưng mà mình vẫn còn mana là mình vẫn có thể sống sót được nhá. À, Richter núp ở cái bụi dưới các bạn ạ. Đã thế thì mình sẽ cố gắng hack não luôn. Các bạn nhìn mình thể hiện một pha hack não Richter. Vào đây. Này thì Richter, ôi cái gì vậy? Không thể tin nổi, bị chấm dứt mất rồi các bạn ạ. Đang tính hack não mà không có được. Chấm dứt cái chỗ ăn mạng rất là nhiều mạng của mình. Ngày xưa thì mình cũng đã trình bày cho mọi người sự thay đổi ở phiên bản thử nghiệm. Đó chính là chiêu cuối của Dirac ấy.
là không thể nào chặn được sát tương của trụ đâu. Đấy là ngày xưa cái sự thay đổi đấy được áp dụng ở phiên bản thử nghiệm. Sau một khoảng thời gian mình đưa đến cho mọi người thông tin và nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều của các bạn khán giả, ý kiến trái chiều của cộng đồng. Rất tới một điều là Liên Quân người ta quyết định là người ta xóa bỏ đi cái cơ chế đấy và trả lại cơ chế chiêu cuối bây giờ đến thời điểm hiện tại ấy vẫn chặn được sát tương của trụ nha. Đấy, đây là một cái tin cực kỳ vui. Ui, đường trên kìa. Cố gắng ôm trụ đi Malok ơi. Mình lên đường trên là chúng ta dí. Trước tiên là dí luôn Lavin nhá. Đi đâu Lavin, khống chế Lavin, tung chương một vào Lavin, bốc ơi. Việc nhẹ lương cao. Thôi toang rồi, đông dã man. Có đến 3 thành viên của team địch ở đây. Từ từ nha, đừng có giết em làm cái gì. Tung kỹ năng thẳng mặt đối phương. Và mình có tốc biến trong tay. Ấy, làm sao bắt được em. Dancy đâu, di chuyển ra hỗ trợ mình cái Dancy ơi. Trời ơi, mình cần sự hỗ trợ của bạn. Bắn chiêu cuối thằng mặt tình định Victor Poker này rồi xong. Trước khi mình hy sinh thì mình cũng đã đổi được một mạng rồi. Như vậy là rất thành công. Ui, trận đấu này phải nói là cực kỳ căng thẳng. Bây giờ cái điểm hạ gục là 13-13. Đấy, 14-13. Chênh lệch không quá nhiều với cái điểm hạ gục nhá. Lúc nào điểm hạ gục thì nó cũng cân bằng hoặc là chênh lệch một xíu mà thôi. Trong cả thời gian này cho mình trình bày qua về video dành cho vị tướng Didac trong trận đấu ngày hôm nay. Didac thì mình sẽ lên đồ như sau. Trước tiên trang bị đầu sẽ là trang bị giày kim cường. Ngoài ra sẽ là mặt nạ Berit, rồi đến sách Trion, sau đó là thập tự kiếm, trượng hỗn mang. Trang bị cuối cùng sẽ là trang bị vương miện Amex nha. Ok, đây là về video các bạn có thể áp dụng theo. Trong cái phiên bản phong vân cầu trường này cho đến thời điểm hiện tại thì vị tướng Didac không hề có sự thay đổi về sức mạnh đâu. Nên các bạn cứ yên tâm vác vị tướng về leo danh. Leo danh vào thời điểm cuối năm đấy. Mặc dù là trận đấu này cực kỳ căng thẳng, chênh lệch không quá nhiều với cái điểm hạ gục, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất may mắn nhá. Bởi vì team mình đến thời điểm hiện tại mất một cái trụ mà thôi. Trong khi đấy ấy, là team địch mất rất nhiều trụ rồi. Tính xương xương là team địch chỉ còn 5 cái trụ mà thôi nhá. Đấy. Ngoài ra thì Seiza team mình cũng kiểm soát nhiều hơn. Team mình ăn được 2 Seiza và 1 rồng. Team địch thì chưa ăn được cái con Seiza nào, chưa ăn được cái con rồng nào cả. Vậy nên là về cái vàng ấy, cái lượng vàng là team mình lợi thế hơn rất nhiều rồi. Đường giữa sắp choảng nhau đến nơi rồi, từ từ để mình di chuyển ra đường giữa. Hiện tại thì bản thân của mình không được phun máu đâu. Thôi kệ, ra thả thính, lắc cái mông, ngoái cái hông, úi. Đấy thì dựng khiên ra, chặn được chiêu cuối của Tulen rồi. Còn bây giờ dí luôn Chao Na này. Chao Na ơi, Chao Na, bốc ơi. Bây giờ thì mình không còn quá nhiều máu, đứng từ xa mà luyện trưởng. Này thì Tulen hy sinh 200 vàng double kill. Quá tuyệt vời. Nếu muốn chơi vị tướng Didac tốt thì các bạn sẽ cần phải rèn luyện vị tướng này thường xuyên và cần phải hiểu qua cơ chế. Nhiều khi các bạn thấy qua mình quăng chương 1 được 2 lần, được 3 lần. Tại vì sao chương 1 lại có thể sử dụng được 2 lần, 3 lần liền tù tì thì các bạn cần phải kết hợp với chiêu 2 nha. Chiêu 2 cái cơ chế là các bạn cần phải kích hoạt chiêu 2 làm sao, sử dụng chiêu 2, vuốt làm sao để cho khiến đối phương bị đẩy vào tường. Khi mà đối phương bị đẩy vào tường rồi thì chiêu 1 của các bạn sẽ được sử dụng được rất nhiều lần. Đấy, nên cố gắng làm sao tung combo ấy, cần phải sử dụng chiêu 2 trước nha. Chiêu 2 đẩy đối phương vào tường, sau đó là các bạn sẽ có cơ hội sử dụng chiêu 1 được 2 lần, 3 lần chẳng hạn. Đấy là cách hack chiêu 1. Ok, team mình có Seiza, trận đấu này team mình kiểm soát rất nhiều Seiza, 3 cái con Seiza rồi đấy. Team mình đang phải bỏ chạy rồi. Hay quá, team mình giữ chân được Chao Na rồi. Chứ voi con ở bản đôn thì cũng bốc hơi. Cái con bùa xanh của team địch ấy thì nó cũng đã xuất hiện rồi mà Dancy team mình chả để ý gì luôn ấy. Mặc dù mình ping như thế này đáng ra sang cướp thì rất là hợp lý. Nhưng mà từ từ, đánh nhau thôi. Nào để mình tiếp cận giao tranh phát nha. Bây giờ sẽ cần phải đánh một cách hổ báo. Tốc biến lên dí chiêu cuối, cứ thế mà ném thôi. Có mạng của Lavin và Tulen team địch thế này. Tulen team địch bốc hơi nốt. Ui, cái hi bắn đau đấy. Ôi, sợ thế nhở. Thôi thì cái chiêu cuối bắn trưởng thì thẳng mặt luôn Richter nhá. Nhưng mà hơi mù mắt các bạn ạ, bởi vì chiêu cuối không tới tầm. Richter nó chạy xa quá. Bây giờ mình cùng với Dancy sẽ ép luôn cái trụ đường giữa này khi mà đang có chú voi con ở bản đôn. Chưa có ngà nên còn trẻ con. Ok, thế là có trụ đường giữa rồi. Vừa xong là chú voi con là bất lực hoàn toàn. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian này các bạn có thể bớt chút thời gian độ khoảng tầm 5 giây để giúp đỡ mình. Các bạn ơi, các bạn giúp đỡ mình nhớ cho mình xin một nút like và cho mình xin một bình luận giúp cho kênh YouTube của mình tăng thêm tương tác nha. Các bạn xem clip của mình thì cứ cho mình xin một bình luận đi. Không biết bình luận gì để cho
để cho mình một dấu chấm, một dấu phẩy cũng được, để giúp cho kênh YouTube của mình tăng thêm tương tác ấy. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất rất là nhiều nha. Khi mà kích hoạt chiêu cuối của vị tướng đi lắc, các bạn đừng có bắn trưởng ra vội. Kích hoạt chiêu cuối dựng khiên xong là các bạn nên đánh thường nhiều hơn, bởi vì các bạn đứng càng sát đối phương, các bạn đánh thường ấy thì đối phương sẽ chịu sát thương nhiều cực. Cứ dựng khiên lên, sau đó ném thường là lúc đấy các bạn sẽ ném ra những cái quả cầu ấy. Và nếu như đối phương đứng sát các bạn thì chắc chắn đối phương sẽ bị chịu sát thương cực kỳ nhiều. Mình làm tạm cái con bùa xanh, sau đó mình sẽ di chuyển lên đường trên để có thể đẩy lính lên cao nhá. Bây giờ thì mình sẽ cần phải bước vào trạng thái ép trụ thì cần phải được đẩy 3 đường lính lên cao. Hiện tại thì team địch là cũng mất 1 đường lính xuất cấp ở đường giữa rồi. Trận đấu này thì mình sẽ quan tâm đến Tulen, Kaihi và Lavin. Thật ra thì có những trận đấu mình đều có trình bày là gặp Kaihi cực kỳ khó chịu nếu như Kaihi ở team địch. Nhưng mà trận đấu ngày hôm nay thì mình không cảm thấy khó chịu đâu, bởi vì lý do mình chưa đi đắc mà. Kích quạt chiều cuối lên là có thể chặn được sát thương, chặn được chiều cuối của Kaihi. Thế nên mình không có sợ nhá. Mà cảm giác khi mà mình dựng khiên lên Kaihi bắn chiêu cuối vào cái khiên ấy, nhìn nó đẹp cực kỳ luôn. Nó phát ra một cái luồng sáng rất đẹp. Thên ơi, bây giờ mình chỉ cần một người vào mở combat thôi. Hoặc là Malok cũng được. Đấy, Malok mở combat rồi, giữ vị trí ở đây. Này thì tung kỹ năng vào. Úi xời, 200 vàng ngọt sớt. Chiêu cuối của mình sẵn sàng để có thể bắn trưởng thẳng ra. Ô, quái trưởng sao team địch chưa gì nát toang thế này. Bắn chiêu cuối vào xong là không trúng một ai các bạn ạ. Bây giờ là thừa thắng xông lên thôi. Team địch thì Richter đang tính chơi trò bê trụ lén. Kệ Richter nha, bởi vì có đồng đội của mình xuống, đồng đội của mình về thủ trụ rồi. Vấn đề chính bây giờ cần phải ép đường lính sức cấp thứ hai đây này. Team địch mất 4 thành viên, chỉ còn 1 người thủ nhà mà không thấy thành viên đấy đâu. Chona đâu ấy nhở? Đây rồi, Chona lên huân chương choi có kháng phép châu Aman các bạn ạ. Tất nhiên là Chona cần phải lên kháng phép, bởi vì team mình có Dirac lẫn cả Dancy mà. Nhưng bây giờ thì mình giết được Chona. Thôi thì mình sẽ lên đường trên để có thể lấy luôn đường lính xuất cấp thứ hai. Bản thân của mình không còn quá nhiều máu, nhưng mà mình có chiêu cuối thì dựng khiên lên lấy luôn đường lính xuất cấp thứ hai. Chiêu cuối bắn thẳng mặt Tulen. Tulen bốc cười. Mục tiêu của mình bây giờ ấy thì mình sẽ quan tâm đến Lavin nhá. Thế nên là thử dùng chiêu một thẳng mặt xem. Cái chiêu một đi rất chậm luôn, nhưng mà vẫn có mạng 200 vàng ngọt sớt. Bắn mình à? Dí làm sao được, mình quá trâu, mình còn tốc biến đấy. Thế là sống sót thành công. Hết sạch máu nhưng mà còn mana nhá. Ok, cho có lẽ là mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây các bạn ạ. Team địch là còn Chona lẫn cả Kaihi thủ nhà thì không thể thủ nhà được đâu. Nó dọn lính rất nhanh, nhưng mà dấu chấm hết dành cho team địch rồi. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.